Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu đảng không xử lý được tham nhũng, thì nên trả quyền làm chủ cho người dân. Ngày 18 tháng 6, AFI tiếng Việt bình luận, Phó ban nội chính Trung ương bị kỷ luật do tham nhũng dột từ nóc lan rộng. AFI nhắc lại việc Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên, Phó ban nội chính Trung ương tại kỳ họp thứ 42 ngày 15 tháng 6. Ông Yên bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. AFA dẫn ý kiến của một người dân ở miền Trung Việt Nam cho rằng, Ban nội chính trung ương là ban có nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, chứ không phải là cơ quan chống tham nhũng như Ủy ban kiểm tra trung ương. Tuy vậy, Ban nội chính trung ương cũng có thể kết hợp với Ủy ban kiểm tra trung ương trong việc phòng chống tham nhũng. Do đó, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương, bị đề nghị kỷ lực thì cũng làm ảnh hưởng đến việc phòng chống tham nhũng. Vì lẽ một cán bộ cấp cao của đảng mà không gương mẫu, tha hóa, sa đọa thì sẽ làm giảm lòng tin của người dân đối với công việc phòng chống tham nhũng. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời giải thích của luật sư Nguyễn Văn Đại từ Đức về chức năng nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương. Theo ông Đại, Ban Nội chính Trung ương là một cơ quan theo dõi khối nội chính, gồm có cơ quan điều tra là công an, cơ quan truy tố là viện kiểm sát và cơ quan xét xử là tòa án. Và đặc biệt, ban này theo dõi rất nhiều vụ án tham nhũng từ cấp tỉnh trở lên. Bởi vậy khi có những quan chức ở các địa phương mà dính dáng đến tham nhũng thì thường họ tìm mọi cách để mà chạy với các quan chức cao cấp của ban nội chính Trung ương nhằm bao che cho tội lỗi của họ. Một phó trưởng ban nội chính, tức là một người rất có quyền lực, có thể quyết định truy tố một người có tội hay tha bổng cho một người đã phạm tội. Do vậy, một ông phó trưởng ban nội chính mà vi phạm kỷ luật được coi là không còn đảm bảo sự đúng đắn của một cơ quan bảo vệ pháp luật nữa. Vì một người đứng đầu mà như vậy thì hiển nhiên cấp dưới của họ sẽ vi phạm rất nhiều. Lãnh đạo vi phạm như vậy thì những chuyên viên, những người trong ban nội chính sẽ vi phạm, không còn đúng là một cơ quan để theo dõi các cơ quan phòng chống tham nhũng khác nữa. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Yên. AFA dẫn tiếp nhận định của ông Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội trẻ ở Sài Gòn, cho rằng chuyện lãnh đạo chống tham nhũng mà tham nhũng là chuyện bình thường trong chính trị Việt Nam. Giống như các thứ trưởng Bộ Công an có nhiệm vụ phòng chống cờ bạc, lại là những người bảo kê cho đường dây cờ bạc ngàn tỷ đồng. Chống tham nhũng chỉ là cái cớ để người ta kiếm thêm tiền tham nhũng giống như những người đứng đầu đảng cộng sản ông nguyễn phú trọng từng nói chống tham nhũng là ta tự đánh ta theo ông quân cần phải coi lại cơ chế chống tham nhũng của đảng cộng sản hiện nay ông quân cho biết thêm nếu thật sự muốn chống tham nhũng thì phải tôn trọng ý kiến của người dân chứ hiện nay người dân thường mà tố cáo tham nhũng là sẽ bị công an trừng phạt bằng nhiều biện pháp như cô lập kinh tế hoặc thậm chí bắt giam người tố cáo còn người bị tố cáo thì càng ngày càng thăng tiến thì ai mà dám tố cáo tham nhũng nữa. Phải đợi thế lực sau lên, trả thù thế lực trước, rồi mới có người bị xử lý thì không được. Đó là hình thức trả thù của giang hồ, chứ không phải trong một xã hội pháp quyền. Còn nếu đảng Cộng sản không xử lý được nạn tham nhũng, thì theo ông Quân, họ nên trả quyền làm chủ đất nước lại cho người dân, để người dân được tự do bầu chọn ra các lãnh đạo có tài, có đức cho đất nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nếu đảng không xử lý được tham nhũng thì nên trả quyền làm chủ cho người dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngày 19 tháng 6, VOA Tiếng Việt cho hay Việt Nam đang giảm dần lệ thuộc vào vũ khí Nga. VOA dẫn nhận xét của một nhà quan sát về thị trường vũ khí nói rằng Việt Nam đang tìm cách giảm dần sự lệ thuộc vào vũ khí Nga để tránh bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Washington cũng đang khuyến khích Hà Nội từ bỏ vũ khí Nga. Đồng thời, VOA nhắc đến chuyến thăm các nhà nước sắp tới kéo dài 2 ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam và một trong những chủ đề được bàn thảo với các lãnh đạo Việt Nam sẽ là mua bán vũ khí. VOA dẫn một hãng tin quốc tế cho hay, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam trong hàng chục năm. Tuy nhiên, hiện nay, Hà Nội đang rất vất vả để thanh toán tiền mua vũ khí cho Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm được công bố hồi tháng 3, cho thấy ngân sách mua sắm quốc phòng hàng năm của Việt Nam ước tính là hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng trong năm 2023, Việt Nam không có đơn hàng lớn nào mới. VOA cho biết Hà Nội đã tổ chức triển lãm quốc phòng đầu tiên vào năm 2022 và công khai nói rằng họ muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí để tránh bị lệ thuộc vào Nga. Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai sẽ được Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay. VOA dẫn giải thích của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia về chính trị và an ninh, từng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng năm 2023, không phải vì Việt Nam không mua mà đã mua xong trước đó rồi. Việt Nam không mua sắm vũ khí theo từng năm mà là phân bổ một gói ngân sách cho 4 hay 5 năm, nên khi thấy có các gói mua sắm thích hợp thì mua luôn với khối lượng lớn. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các nước mua sắm vũ khí Nga chắc chắn có ảnh hưởng đến mua sắm quốc phòng của Việt Nam. Chính phủ Mỹ cũng rất thông cảm với Việt Nam vì hiện nay trên 80% vũ khí của Việt Nam vẫn là vũ khí Nga, nên Mỹ vẫn để cho Việt Nam mua phụ tùng thay thế, ông cho biết. Theo tiến sĩ Hợp, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và sẽ tìm hiểu vũ khí của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Hà Lan. Và đây là hình triển lãm quốc phòng Việt Nam năm 2022. Ông dẫn việc Việt Nam tổ chức các kỳ triển lãm quốc phòng quốc tế để mời các nước phương Tây đưa vũ khí vào giới thiệu, Ông khẳng định Mỹ khích lệ Việt Nam dùng vũ khí của họ. Theo quan sát của ông thì vai trò của vũ khí Nga ở Việt Nam đang giảm dần. Ông Hợp cũng cho rằng Việt Nam có thể tự sản xuất vũ khí. Ví dụ như Việt Nam có mua một nhà máy sản xuất tên lửa của Nga và nhà máy đó hiện nay hoạt động rất tốt. Ông cũng cho biết Việt Nam đã có vài nhà máy sản xuất drone tức máy bay không người lái để dùng trong nước. Nhưng những khí tài quan trọng thì Việt Nam bắt buộc phải mua chứ không có cách nào chuyển giao công nghệ. Chuyên gia này bày tỏ lạc quan cho rằng việc chuyển đổi sang vũ khí các nước phương Tây sẽ không quá phức tạp. Việc số hóa sẽ giúp huấn luyện lại các binh sĩ sử dụng vũ khí rất là nhanh. Nếu trước đây việc này phải mất vài năm, bây giờ có khi chỉ mất 2 tháng, ông nói. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine, tiến sĩ họp cho rằng Việt Nam cần xây dựng những đơn vị mới để phát triển drone, dùng làm vũ khí tấn công hay để trinh sát, thu thập thông tin, gây nhiễu, tác chiến điện tử. VOA dẫn lời các chuyên gia nói với một hãng tin quốc tế rằng, nếu không mua sắm vũ khí mới, Việt Nam sẽ thiếu vũ khí hiện đại để tự vệ, trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn ở Biển Đông. Sự chênh lệch về sức mạnh quân sự quy ước sẽ ngày càng có lợi cho Trung Quốc nếu Việt Nam tiếp tục chậm trễ, ông giáo sư nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.